thể cũng mong quý vị thông cảm là hôm nay tôi đi công việc về trễ ha. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau để trao đổi một cái chủ đề ngắn gọn thôi, có liên quan đến câu chuyện là cái người nộp 300 tỷ cho chỗ của Trương Huệ Vân và bà Trương Mỹ Lan. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là chia sẻ với quý vị là những cái vụ án mà nó đặc biệt nghiêm trọng hoặc là nó lớn thì liên đoàn luật sư có cử luật sư giám sát cái tác phong làm việc cũng như là cái cách làm việc tại tòa để đảm bảo là cái việc ra tòa bào chữa thân chủ của mình được luật sư là tôn trọng và trong cái giới hạn khuôn khổ của pháp luật cho phép, chứ không phải luật sư ra tòa là luật sư cũng muốn nói gì cũng được ha. Mặc dù là luật sư được rất là nhiều quyền ở tòa, luật sư có quyền kiến nghị, luật sư có quyền đề nghị, luật sư có quyền đưa ra các cái quan điểm và luật sư có quyền tranh tụng rất là tự do, không giới hạn. Tuy nhiên thì cũng phải tuân thủ pháp luật nữa. Và câu chuyện cuối cùng đó chính là câu chuyện của Hồng Loan. Câu chuyện của Hồng Loan thì quý vị cũng biết rồi. Tòa án đã đưa lên tòa cấp cao đúng không? Tòa Thành phố Hồ Chí Minh hả? Mình nói chuyện Hồng Loan trước ha. Câu chuyện của Hồng Loan được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào lúc là hôm nay không biết mấy giờ đây, vào lúc là 1:30 chiều. Thì trong một cái giai đoạn nó rất là yên ổn và yên ả từ Tết tới bây giờ không có chuyện gì mới hết, thì hôm nay nghe một tin sét đánh là tòa án của quận Phú Nhuận đã chuyển cái vụ án này lên trên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý và giải quyết. Tôi xin phép là chia sẻ với quý vị rồi tôi nêu ra cái quan điểm của mình. Do bà Hồng Nhung có yêu cầu khởi kiện hủy các quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận nên vụ án này thuộc thẩm quyền của tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 3, tòa án quận Phú Nhuận cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tranh chấp di sản thừa kế và đồi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa án quận Phú Nhuận nhận thấy bà Nhung có yêu cầu là khởi kiện hủy các quyết định của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến thân nhân nhân thân liên quan đến nhân thân của bà Loan, là liên quan đến cái việc ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó làm thủ tục nhận Hồng Loan làm con nuôi ha. Trong đó là có quyết định cho nhận con nuôi, đăng ký nhận con nuôi, rồi sổ giao nhận con nuôi, rồi giấy khai sinh. Đó là để có được cấp được những cái đó thì Ủy ban quận Phú Nhuận họ phải ra các cái quyết định liên quan. Thì chỗ của cô Sáu thân yêu đó thì cô Sáu là đi khởi kiện là hủy hết luôn, coi như là xóa hết luôn, không còn gì cho nhỏ hết á. Tình thương bình thường vậy đó. Nên vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó tòa án quận Phú Nhuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án trên đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Như vậy thì kỳ này là Hồng Loan đi xa rồi đúng không, đi xa còn gì nữa, bây giờ đang kiện ở quận nhà quận Phú Nhuận, bây giờ chuyển thành phố Hồ Chí Minh, là đi từ Phú Nhuận lên đây là đi xa rồi, từ Phú Nhuận mà xuống Sài Gòn là cỡ đâu đó là khoảng 5 cây số, từ chỗ nhà Hồng Loan xuống đây khoảng 5 cây số đi xa ha. Còn người ta thì từ ở Gò Vấp đi xuống cũng xa hơn đó. Như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời đầu tháng 6 năm 2023 là bà cô Sáu khởi kiện tranh chấp thừa kế với Hồng Loan. Sau nhiều lần rút bổ sung yêu cầu khởi kiện, đến nay bà Hồng Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan cập nhật và lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Quỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm và một chiếc ô tô cũ kỹ xài 30 năm. Những tài sản này đã được sang tên cho Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Yêu cầu thứ hai, bà Nhung đề nghị là chia di sản thừa kế nghệ sĩ Vũ Linh gồm 2 thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà Nhung và ông Phổ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Nhung yêu cầu là được hưởng một nửa. Trong khi đó, này hơi cứng cấn chút,
là nếu mà chia chỉ đều, nếu mà chia đều đi, giờ bà Hồng Nhung được một phần, ông Vũ Thành Nhiêu được một phần, Hồng Loan một phần, chứ sao mà bà Nhung được hưởng phần nữa, rồi phần nữa còn lại chia cho Hồng Loan với ông Sáu hả, của dân bảy hả, vậy cũng không không hợp lý đúng không? Chỗ này hơi cứng cứng nè, cái này thì báo đăng thôi mà chính xác như thế nào thì không biết ha, chứ tôi thấy chỗ này là hơi cứng cứng rồi đó. Nếu mà chia chiên vậy nè, giả sử có chia đi là bà Sáu với ông Bảy đó là phân nửa, Hồng Loan phân nửa thì có vẻ như là hợp lý đó, hoặc là chia đều là mỗi người một phần, chia ra làm ba đúng không, thì là bà Sáu một phần, ông Bảy một phần, Hồng Loan một phần thì như vậy nó hợp lý. Chứ giờ tôi thấy chỗ này cấn cấn nè, rồi tự nhiên là đòi chia cho bà Nhung và ông Thành Nhiêu, rồi bà Nhung được hưởng nữa, vậy ông Thành Nhiêu với Hồng Loan hưởng hưởng nữa, vậy mỗi người 25% hả? Cái này hơi cấn chỗ này nha, cấn lắm luôn á. Mà tôi thấy pháp luật á nó vậy, hàng thừa kế là tính theo hàng thừa kế thôi, hàng thứ nhất mà không còn tính hàng thứ hai, chứ không có cái chuyện mà pháp luật nào mà chia đó là vừa hàng thứ nhất được chia hàng thứ hai cũng được chia là không có, tôi khẳng định điều đó luôn đúng không? Tôi chưa bao giờ mà tôi nghe một vụ án nào, với kinh nghiệm làm việc của tôi chưa nghe cái vụ án nào mà hàng thừa kế thứ nhất còn mà là chia phần hàng kế thứ hai đó, không có chuyện đó ha. Không có, nhiều khi người ta tài năng người ta làm được làm sao biết đâu được. Bây giờ tôi nói quý vị nghe là chân nhân bất lộ tướng, nhân tài như lá mùa thu đúng không, rồi Trung Nguyên á thì đầy rẫy nhân tài đó. Trung Nguyên là cái vùng mà người ta gọi là qua hạ đó, cái vùng mà bao gồm là sông Trường Giang đó, cái vùng này bao gồm nè Thượng Hải nè, Sơn Đông nè, rồi Hàng Châu nè, Tô Châu nè đó, rồi một phần là Bắc Kinh nè, Thiên Tân nè, Quý Châu nè đó, thì cái vùng đó đó, vùng gọi là vùng Giang Nam đó, thì ít ra đó thì là nhân tài như lá mùa thu, nó rất là nhiều nhân tài ha đó. Nhưng mà tôi chưa thấy nhân tài nào là làm được cái chuyện này, là hàng thừa kế thứ nhất mà còn là chi hàng thừa kế thứ hai, thì chuyện đó thì đôi khi biết đâu nhân tài làm được sao, chứ đó giờ thấy không làm được. Trong khi đó bị đơn Võ Thị Hồng Loan cũng có đơn phản tố yêu cầu nguyên đơn và con ruột của nguyên đơn bé Hồng Phượng xinh xắn di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đó. Thì xin thật với quý vị rằng là tòa án phủ nhận chỉ là toàn phố chuyện đó bình thường thôi, bởi vì là mình biết trước hết rồi. Thứ nhất, thẩm quyền của tòa án theo tố tụng mà để quỷ quyết định cá biệt là quỷ giấy chứng nhận, quỷ phần cập nhật, quỷ phần biến động này kia liên quan đến đất đai là thuộc thẩm quyền của tòa án thành phố, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hồi xưa tôi có nói á, cái chuyện người ta thụ lý là chuyện của tòa án, còn xử được hay không là câu chuyện khác, chứ đâu có phải là người ta thụ lý là lúc đó người ta xử được đúng không quý vị? Thụ lý là chuyện của người ta, còn xử được hay không mới là vấn đề. Mình có quyền kháng cáo mà, đây tôi nhắc lại khúc này báo đăng nè, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa án quận Phú Nhuận đã nhận thấy bà Nhung có yêu cầu khởi kiện quỷ các quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan nhân thân của bà Loan. Chị quý vị nhớ hồi xưa tôi nói không? Kiện là một chuyện, thụ lý là một chuyện, nhưng mà có dám xử hay không lại là câu chuyện khác. Đúng không? Ở đây có kiện á, là đối tượng kiện là ai biết không? Là ủy ban. Bởi vì theo luật hộ tịch là gì? Là ủy ban nhân dân là người có quyền là ủy thu hồi bãi bỏ các cái vấn đề có liên quan đến nhân thân, giấy khai sinh, giấy chứng sinh này kia đủ thứ hết liên quan đến nhân thân là của ủy ban nhân dân. Tòa án không có quyền mà đi ủy giấy khai sinh của người ta, ủy hay không ủy là thẩm quyền của ủy ban nhân dân. Mình đi kiện là kiện ủy ban nhân dân là đối tượng mình đi kiện, chứ không phải mình kiện là kiện Hồng Loan để ủy giấy của nó ha. Mặc dù mình biết là quỷ giấy, nhưng mà đối tượng kiện là khác nhau. Kiện mà quỷ giấy khai sinh đó là đối tượng kiện là Ủy ban Nhân dân nha quý vị, chứ không phải đối tượng kiện là Hồng Loan đâu. Đấy, cho nên là đưa tòa thành phố xử lý, mà tòa thành phố cũng như tòa Phú Nhuận thôi,
bản thân họ, toàn phố bản thân họ còn nắm rất là rõ hơn chuyện này nữa. Thẩm quyền là của ủy ban nhân dân chứ thẩm quyền của tòa đâu có liên quỹ khai sanh được ha. Thụ lý là một chuyện, quỹ hay không là câu chuyện khác, xử hay không là câu chuyện khác, đúng không? Đấy, cho nên toàn phố hiện cũng dễ chịu hơn, bởi vì á, cả hai cùng đi xa là sẽ mệt, mệt xong rồi lên đó là không nói chuyện nữa, đem ra xử cho lẹ. Chứ bây giờ á, ở trong quận Phú Nhuận Hồng Loan bước qua sát bên, tại vì tòa án quận Phú Nhuận thì cũng gần, cho nên đi qua sát bên đi khỏe lắm, nó còn khỏe vô nó cãi được. Giờ đi đưa Hồng Loan nó xuống tòa án thành phố cho xa một chút, xa một chút rồi anh đi xuống nó mệt quá khỏi cãi, đem ra xử cho nhanh, đúng không, hợp lý không? Cái chuyện mà đưa toàn phố xử á, tôi thật ra tôi thấy không có gì bất ngờ, nó bình thường ha. Cho nên bây giờ khuyên một cái câu giống như hồi xưa tôi khuyên nè, vô phút mới đáo tụng đình, nói đi nói lại đó, hôm nay là cũng gần như là cuối tháng 3 rồi, mà khởi kiện đầu tháng 6 thì đâu đó đó là cũng còn có hơn 2 tháng nữa là tròn năm khởi kiện rồi, đúng không? Cho nên giải quyết một cái vụ án nó không hề đơn giản như mình nghĩ á, là mình tức cái chuyện đó quá cái mình đi khởi kiện. Xin thưa quý vị, một vụ án bình thường cũng là 1.5 đến 2 năm, vụ án nào mà nhanh gọn lẹ giấy tờ đầy đủ hết luôn đó cũng phải 1 năm, đúng không? Vụ án mà phức tạp hơn nữa là 3-4 năm, vụ án cực kỳ phức tạp luôn là 5-7 năm mới xử là chuyện bình thường. Hồi chiều này tôi mới tư vấn cho một cái trường hợp rất là khó và cũng rất là phức tạp về hồ sơ pháp lý. Tôi nói luôn với thân chủ của tôi luôn, kiện vụ này là phải xác định rõ luôn, 5 đến 7 năm mới xử. Tôi nói rõ thân chủ tôi luôn, 5 đến 7 năm mới xử, nhắm mà đủ chi phí, nhắm đủ sức khỏe, nhắm đủ thời gian kiện, đúng không? Mình có nói rất là rõ ràng, vụ án này là 5 đến 7 năm mới xử, rất phức tạp. Còn mấy câu chuyện mà đơn giản thì khoảng là 5.5-2 năm, phức tạp hơn chút nữa 3-4 năm. Đòi nợ mà có giấy nợ hẳn hoi, có chuyển khoản, có hợp đồng, có nhận nợ hẳn hoi luôn, 1 năm mới xong. Chứ nó không hề đơn giản như mình nghĩ là ra tòa cái 1-2 tháng không có đâu. Nộp đơn không thôi là 15 ngày bắt đầu mới lấy được thông báo thụ lý. Nhiều khi nộp đơn vô xong rồi đó, yêu cầu trả ra với lý do là đơn khởi kiện viết sai, trả ra rồi gửi vô cái nữa 15 ngày nữa là hết 1 tháng rồi. 1 tháng chỉ nộp đơn thôi, nộp đơn xong chưa chắc chứng cứ tốt nữa, yêu cầu bổ sung chứng cứ, quanh qua quẩn lại 2 tháng. Nếu mà mình không kỹ là lúc đó là mất thời gian nhiều dữ lắm, thưa quý vị. Cho nên người ta thường hay nói là vô phút mới đáo tụng đình ha. Khi làm cái gì á, mình phải cẩn trọng để mình né và tránh trường hợp là có tranh chấp xảy ra. Tranh chấp xảy ra cực khổ lắm ha. Mà tôi thấy hồi chiều Hồng Loan nó chụp hình với nhiều người, người thì khen, người thì chê, rồi người thì bây giờ tẩy chay Hồng Loan luôn, nói bây giờ là không yêu thương Hồng Loan nữa. Ủa kỳ vậy, nó chụp hình chung với ai kệ nó chứ có liên quan gì tới câu chuyện pháp lý đâu mà đi tẩy chay nó. Hôm nay tôi không nói Hồng Loan, thật ra nó rất là bình thường thôi, bởi vì hôm nay là không có tính pháp lý, mà khi nào có thì tôi chia sẻ với quý vị. Bây giờ mình yêu thương một cái chuyện rồi mình đưa cảm xúc mình vô đó. Rồi cái hồi xưa đó mình khoái Hồng Loan làm vụ sao kê, cái giờ là có vấn đề gì đó có liên quan đến vụ sao kê đó thì Hồng Loan chưa ký tên, đúng không? Tôi nắm vậy thôi, Hồng Loan chưa ký tên, mà chưa ký tên cũng chưa có luật sư luôn đó. Rồi tự nhiên đổ thừa cho nhỏ, mà quý vị cũng biết rồi, để mà đi tố cái hành vi về cái sao kê đó, như tôi phân tích về chứng cứ đó, đâu có đơn giản như mình nghĩ đâu. Để mà viết được một lá đơn tố cáo về cái hành vi mà sao kê tiền phúng điếu đó rất là gian nan, pháp lý tôi phân tích rồi. Cho nên là Hồng Loan nó cẩn trọng là tốt chứ không phải là xấu. Mà bây giờ á, thích Hồng Loan làm sao kê lắm, mà bây giờ Hồng Loan nó không có luật sư, nó chưa đủ chứng cứ, nó chưa ký tên, thì bây giờ quay qua trách nhỏ, rồi bây giờ đòi tẩy chay nhỏ. Ủa gì khó vậy, đúng không? Gì khó vậy, trời đất ơi, đâu phải là đi nộp đơn tố cáo một cái là nộp liền đâu quý vị. Nộp đơn tố cáo là phải chắc cú, còn không chắc cú là đừng nên nộp. Bởi vì nộp cái đơn tố cáo đó nó nguy hiểm cùng đường đi ha.
Chị Lan Lan nói là luật sư phân tích vậy đó mà mấy kênh YouTube nói luật sư dân sự trình độ yếu kém, vụ án kéo dài gần năm rồi mà chưa có kết quả gì. Tại vì họ có bao giờ là luật sư đâu mà họ biết. Đúng không? Cái người đi trách luật sư mà không phải là luật sư thì làm sao trách? Mình biết ông bác sĩ đó ông dở, ông mổ chuyện đó tốt, ông mai xấu hay là ông chữa trị tốt thuốc đó là hay hay dở thì mình phải là người hiểu về ngành y mình mới có thể là mình phân tích bình luận hay là mình cho ý kiến được. Mình có bao giờ mà đi kiện một vụ kiện đâu mà mình nói rằng là giỏi hay dở. Bản thân mình còn chưa có trình độ để mà mình đi 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 ký hợp đồng làm luật sư cho người ta mà nói mà đi phân tích bình luận người khác. Đúng không? Quý đồng ý không? Chỉ có người có chuyên môn thì ít ra họ mới có thể là đi bình luận hay phân tích đánh giá được. Bây giờ không có chuyên môn mà đi đòi phân tích bình luận người ta chê người này xấu người kia tốt. Có bao giờ viết được lá đơn khởi kiện chưa mà đi đòi chê người ta? Bản thân tôi thấy vụ án Hồng Loan tôi nói với quý vị á, qua năm chưa chắc xong nữa kìa. Chứ ở đó mà nói rằng là xử vụ Hồng Loan ít nhất là phải là 2 năm mới xử, 2 năm mới xử. Trời ơi, vụ Hồng Loan phức tạp chứ bộ không phức tạp ha. Vụ Hồng Loan nó còn liên quan ADN nè, liên quan nhân thân nè, liên quan quỹ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nè, thẩm định lên thẩm định xuống nè, định giá tài sản. Hồng Loan còn chưa định giá tài sản nữa mà mới thẩm định thôi, chưa định giá tài sản mà, đúng không? Còn lâu lắm nha, còn lâu dữ lắm. Quý vị thấy tôi phân tích bình luận cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan không? Các luật sư đồng nghiệp đó họ làm việc đó họ rất hay, không? Họ rất hay. Chỗ nào hay của họ là mình nêu ý kiến, mặc dù mình biết rằng là đang là luật sư đó đang bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, biết rằng là bà Trương Mỹ Lan không được đẹp lòng nhiều người, tôi biết là như vậy, nhưng mà rõ ràng tôi chỉ phân tích cái chỗ mà người ta hay thôi, đúng không? Cái đó là nghề nghiệp mà. Có chị kia phân tích nói ngày mai luật sư bị bêm, ai bêm? Xem lại mình đi, là ai mà đầu bêm tôi? Cần thiết thì kiếm vụ án nào đó ra tòa cãi, cần thiết thì kiếm vụ án nào đó ra tòa cãi cho vui. Welcome. Đúng không? Trời đất ơi, chứ bây giờ mình đi đi lên mạng xã hội mình đâu có cần mà phải đi phân tích rồi mình đi bêm lại làm gì, quan trọng lên tòa mới thắng mới vui chứ lên mạng đâu có ý nghĩa gì đâu. Rồi ha, đó là câu chuyện thứ nhất của Hồng Loan, cho nên là quý vị cũng thông cảm là cái vụ mà sao kê đó khó ăn lắm chứ không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Quý vị mà theo dõi kênh của tôi là quý vị thấy á, tôi phân tích ngay cái chỗ mà tiền thống kê lại đó rất phức tạp chứ không đơn giản. Nó phải viết lá đơn là gửi cho công an liền. Tại những người mà nói rằng viết đơn gửi công an đó, bản thân họ chưa bao giờ viết được lá đơn tố cáo, bản thân họ chưa bao giờ mà cầm được bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan điều tra để họ thụ lý. Tôi có kể cho quý vị nghe cái lần mà tôi làm cái hồ sơ để mà nộp cho cơ quan điều tra, xong rồi ra cái phần là cái truy nã không? Vất vả lắm mới làm ra được bộ hồ sơ tố cáo, rồi người ta mới ra quyết định là truy nã liền. Chứ đâu phải muốn làm là làm đâu. À, có một chị hỏi tại sao luật sư đẹp trai quá số 1. Không, tôi không bao giờ dám nhận số 1 hết, số 2 thôi. Bây giờ mình đến cái phần của bà Trương Mỹ Lan là học qua cái vụ này nữa, cái vụ của Tân Hoàng Minh. À, vụ Tân Hoàng Minh thì quý vị thấy vụ Tân Hoàng Minh á, thì hôm nay là viện kiểm sát đó
họ có một cái thay đổi về cái việc là đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án, bởi vì lý do đó chính là các bị cáo đã khắc phục toàn bộ các thiệt hại xảy ra trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, cho nên là viện kiểm sát họ đã thay đổi cái mức đề nghị giống như vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Như tôi nói hôm trước, nếu như các bị can bị cáo mà khắc phục được cái hậu quả của mình càng tốt càng nhiều thì viện kiểm sát họ có quyền là rút lại một phần cái đề nghị mức án. Thưa quý vị, bằng chứng là hôm nay vụ án Tân Hoàng Minh đã y như những gì tôi nói, là viện kiểm sát đã thay đổi mức án đối với các bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh. Nhưng mà không biết sao rút có 2 năm tù mà thì có vẻ là hơi ít á. Tôi thấy là nên rút nhiều hơn, đó là quan điểm của tôi. Bởi vì dù sao đó, trong cái lý do rút đó, thì viện kiểm sát họ cũng đánh giá rất là cao Tân Hoàng Minh. Đại diện viện kiểm sát cho rằng động cơ mục đích việc phát hành trái phiếu tập đoàn Tân Hoàng Minh xuất phát từ nhu cầu huy động vốn do nợ đến hạn, có nghĩa là họ có nhu cầu họ mới là xuất cái trái phiếu để họ mới thu cái tiền để họ mới đáo hạn cái phần mà nợ của họ, phải là nhu cầu kinh doanh thôi. Trong điều kiện kinh doanh gặp khó khăn về tài chính và phần nguyên nhân là dịch Covid-19, viện kiểm sát đánh giá trong vụ án này bị cáo đầu vụ là Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn, và con trai là Đỗ Hoàng Việt đã tích cực nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đảm bảo hoàn trả cho các bị hại. Với số lượng bị hại và giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn thì việc khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra đã kịp thời giải tỏa được những bức xúc lo lắng của người dân. Bị hại đã mua trái phiếu và giảm bớt tính nguy hiểm cho xã hội. Như vậy, qua đây cũng trả lời luôn cho một số anh chị hỏi trái phiếu được trả hay không. Trái phiếu được trả với điều kiện là cái chủ thể mà phát hành trái phiếu đó họ có tiền thì mình sẽ được trả. Mình sẽ được trả với cái điều kiện là chủ thể đó họ còn tiền. Còn họ không có tiền rồi sao trả, đúng không? Đấy, thì rất là may mắn là vụ Tân Hoàng Minh đó, thì viện kiểm sát đã rút lại một phần cái cáo trạng và đề nghị mức án ha. Rất may mắn nhưng mà cũng hơi ít. Rồi, bây giờ qua tới cái vụ của bà Trương Mỹ Lan. Danh tính của người mang 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho cháu gái Trương Mỹ Lan là chỗ của Trương Huệ Vân đó. Rồi, tòa án cho biết bà Trương Mỹ Lan có đơn gửi tòa, qua đó muốn dùng số tiền mà Tạ Hùng Quốc Việt tự nguyện nộp lại 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân. Đó là lý do vì sao mà hôm qua quý vị nhớ là Trương Huệ Vân là được đề nghị khắc phục là 1.350 tỷ, không là nó vượt qua cái số tiền mà gây thiệt hại của Huệ Vân là 1.000 mấy chục tỷ đó, 1.001. Huệ Vân là liên quan đến cái vụ là 1.100 tỷ, nhưng mà bà Lan là khắc phục lên đến là 1.350. Trong đó, trong 1.350 đó là có 300 tỷ ha. Có 300 tỷ là tiền từ cái chỗ là Tạ Hùng Quốc Việt. Tối ngày 21 tháng 3, trong thông cáo phát đi từ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cho biết tại phiên tòa sơ thẩm xét xử sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị liên quan, luật sư Hồng Nguyên thay mặt cho đoàn luật sư thành phố, thay mặt cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày với hội đồng xét xử rằng do tính chất quan trọng của phiên tòa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử người giám sát các luật sư đang tham gia phiên tòa để đảm bảo việc các luật sư tham gia phiên tòa có tác phong, trang phục theo đúng quy định để đảm bảo sự tôn nghiêm của phiên tòa. Quý vị thấy không? Chúng tôi làm việc thì cũng phải có là tổ chức chúng tôi giám sát, chứ đâu phải là chúng tôi ra ngoài tòa chúng tôi mới cũng muốn nói gì nói đâu, đúng không? Mặc dù biết rằng luật sư là được miễn trừ rất là nhiều điều khoản ở ngoài tòa, khi chúng tôi tranh luận chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ một cái ngôn ngữ nào để cho người khác dễ hiểu nhất để phản biện, để tranh luận với người ta, nhưng có một cái nguyên tắc bất di bất dịch là không được xúc phạm lãnh tụ, không được xúc phạm hội đồng xét xử,
và phải tuân thủ nội quy của phiên tòa. Chỉ cần đảm bảo những cái đó thôi, chúng tôi ngoài ra chúng tôi không cần quan tâm đến chuyện khác. Tất cả chuyện khác đều là dồn tập trung vào để bảo vệ thân chủ của mình. Chúng tôi chỉ đảm bảo là không xúc phạm lãnh tụ, không xúc phạm hội đồng xét xử, và chúng tôi là tuân thủ cái nội quy phiên tòa là đủ rồi. Hiểu gì ha? Đủ rồi. Chứ bây giờ cái ông mà đi xử vụ án của mình đi xúc phạm ổng sao ổng xử, đúng không? Bất kỳ người dân nào cũng đâu có được phép là xúc phạm lãnh tụ đâu. Đấy. Nội quy phiên tòa là đưa ra là nằm trong cái quy định của tòa án tối cao rồi. Anh mà vi phạm nữa thì anh bị trục xuất ra khỏi sư môn, đúng không? Về diễn biến phiên tòa ngày hôm qua, hội đồng xét xử cho biết ngay sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát có đơn gửi hội đồng xét xử đề nghị dùng toàn bộ số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí là 1.000 tỷ đồng và số tiền mà ông Tạ Hùng Quốc Việt tự nguyện nộp lại 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân là cháu gái bà Lan, thì luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân trình bày bổ sung đề nghị hội đồng xét xử xem xét đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan, vì theo đó bị cáo Trương Huệ Vân xem như đã khắc phục được 100% hậu quả do hành vi mà bị cáo gây ra. Đấy, đính chính là chỗ này, đúng không? Bà Lan á là đưa tiền để khắc phục cho Trương Huệ Vân, và như vậy luật sư của Trương Huệ Vân nói rằng là xem như khắc phục 100%. Và nếu tính như vậy đó nha, thì mình đối chiếu qua cái vụ Tân Hoàng Minh hồi nãy, thì quý vị thấy Tân Hoàng Minh là được đề nghị là giảm đến 2 năm tù do khắc phục trọn vẹn cái hành vi hậu quả cho mình gây ra, thì khả năng cũng khá là cao là Trương Huệ Vân sẽ được giảm là 2 năm tù hoặc nhiều hơn nữa. Cái đó là do hội đồng xét xử và do viện kiểm sát họ sẽ cân nhắc theo gì. Nhưng mà qua hai vụ án thì rõ ràng hai vụ án này nó có sự chênh lệch với nhau về cái gọi là cái hậu quả, cho nên là không biết là cái vụ án Trương Mỹ Lan thì có đồng ý rút cho Trương Huệ Vân là 2 năm hay không, hay là ít hơn, thì chuyện đó mình cũng không dám nói trước. Đấy, nhưng mà rõ ràng là luật sư có nói lên là đã khắc phục gần như là 100% hậu quả. Điều đó đồng nghĩa với việc đã ghi nhận luôn cho bà Trương Mỹ Lan cũng đã khắc phục được 100% đúng cái nội dung của Trương Huệ Vân cuộc làm với mình. À, ghi nhận cho Trương Huệ Vân là ghi nhận cho bà Lan về cái hành vi này, đúng không? Đây, cao thủ đó, nhân tài trong lá ủ đó. Hội đồng xét xử cũng cho biết các luật sư bào chữa cho hai bị cáo đang bị truy nã cũng tham gia bào chữa trong ngày hôm nay. Cụ thể, luật sư bào chữa cho Kim Minh Dũng, phó tổng giám đốc SCB, bị đề nghị 16 đến 17 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động cho vay ngân hàng và các hoạt động khác. Các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của bị cáo đã được thu thập theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Luật sư đồng ý với cáo trạng cũng đồng ý với nội dung hành vi. Tuy nhiên, do Kim Minh Dũng không có mặt trong quá trình khởi tố điều tra, truy tố và xét xử, do bị cáo hiện đang bỏ trốn, luật sư trình bày rằng đề nghị viện kiểm sát là xem xét cái mức là 16-17 năm đối với Dũng là có phần nặng. Bị cáo có hành vi vi phạm nhưng vai trò chỉ là đồng phạm giúp sức nên tính chất độ nguy hiểm thì có hạn chế. Rồi, luật sư bào chữa cho chỗ mà Nguyễn Lâm Anh Vũ đó, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB, phó giám đốc chi nhánh Bến Thành là nằm ngay đường Trần Đạo đó. Hồi xưa tôi làm đối diện với SCB quý vị. Cách này khoảng 6 năm. Cách này khoảng 6 năm là tôi làm việc đối diện với SCB Bến Thành. Bị đề nghị 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng, và trình bày rằng bị cáo Vũ hiện đã xuất cảnh từ trước khi khởi tố vụ án, hiện chưa thể làm việc lấy lời khai. Ý kiến bị cáo Vũ, luật sư chưa nắm được ý chí của bị cáo cho nên là luật sư không có ý kiến. Rồi, đó là thông tin của ngày hôm nay thôi, thì tất cả đều đã được tòa án ghi nhận, coi như là vô tình đó, thì Trương Huệ Vân đã được cô mẫu ở bên người Hoa
bà Trương Huệ Vân, không, Trương Huệ Vân mà xem Trương Mỹ Lan là mẹ, thì thông thường người ta gọi là cô mẫu. Cô á là chị hay là em của ba, mẫu là mẹ, và cô mẫu á là nói một người cô mà coi như mẹ, gọi là cô mẫu. À, không, mà tôi thấy vụ Hồng Loan, và quay ra là vụ Hồng Loan nè, vụ Hồng Loan đó mà đưa xuống tòa thành phố đó, thông tin nó sẽ nhiều hơn quý vị. Dù sao á, quận gọi quận Phú Nhuận á, cũng là một cái quận mà ở hơi hơi xa trung tâm thành phố, đúng không? Đường lên Phú Nhuận Gò Vấp á, thì nó hơi xa trung tâm thành phố, nó khó đi hơn, nhưng mà đường về á, là thành phố thì nó rộng mênh mông đó, cho nên á, nếu mà về đây á, là sẽ đủ cái khoảng rộng, đủ khoảng sân để mà các phóng viên báo chí và YouTuber là họ sẽ đứng là túc trực để ghi nhận thông tin thôi quý vị. Như là chỗ như vậy, tòa án thành phố á, là khi mà đi vô hòa giải á, nó có cái hay nè, không có đi vô phòng làm việc của thẩm phán được, bởi vì là đang sửa chữa, bởi vì tòa nhà cũng mấy trăm năm rồi. Là thông thường á, các bên sẽ tiến hành hòa giải và làm việc với thẩm phán là ở cái khu giải nhà bên ngoài. À, mà khu giải nhà bên ngoài đó, YouTuber đứng ở ngoài ngó vô được luôn, thấy luôn. Đấy. Cho nên là đây là một cái cơ hội cho YouTuber để chụp hình quay phim. À, quý vị. Trời, có nhà tôi đi tòa thành phố nhiều lắm, có nhà tôi gặp ông ta. Trời, không có khi nào gặp ông ta. Gặp mà hả, mừng mừng tuổi tuổi luôn á chứ. Rồi, thông tin hôm nay là tôi chia sẻ cho quý vị xong rồi đó. Tôi có nghe mọi người nói bộ Tam Sơn là ai vậy quý vị, gì mà giống cúng quá vậy. Ngày tối thứ sáu cuối tuần này mình giao lưu ha. Tôi nghe quý vị nói bộ Tam Sơn là ai mà sao giống cúng quá vậy. Có anh khờ ô khô nano mới hỏi nè, luật sư có liên hệ với Hồng Loan để ngỏ ý làm miễn phí vụ sao kê không? Không, không trả lời đâu, không trả lời đó, thắc mắc chơi. Chị Kim Đỗ có hỏi, cho hỏi luật sư ở tù có được xài điện thoại không? Ở tù là mình bị giới hạn rồi, sao mà được xài điện thoại được? Không được nha. Ở tù là người ta hạn chế mình rồi, người ta giam mình rồi, mà làm sao mà xài điện thoại được? Không có. Có chị Kinh Lion hỏi, sao luật sư không bình luận vụ Hồng Loan nữa? Vụ Hồng Loan nói hết rồi. Vụ Hồng Loan chừng nào có tin mới kìa, ví dụ bữa nay là có tin mới lên tòa thành phố á, thì mình mới nói thêm, là mình nhắc là chuyện cũ, là chuyện đó mình đã dự đoán rồi, cho nên là không có gì mới mẻ hết. Chừng nào có tính pháp lý mới đó thì mình mới nói thôi, chứ hầu như là vụ Hồng Loan đã an bài hết rồi. Chị Hồng Loan an bài hết rồi, tôi phân tích đó. Giờ cái câu chuyện đặt ra nè, Hồng Loan muốn vụ án kéo dài là do quyền của nó, mà bây giờ Hồng Loan muốn vụ án kết thúc là cũng là quyền của nó luôn, tại vì nó có kết quả ADN rồi đó. Giống như anh Nguyên Vũ nói đó, khi cần thiết là đưa ra cái kim bài miễn tử, khi cần thiết là đưa ra là xong, là kết thúc vụ án, mà tới hôm nay chưa thấy đưa ra thì không biết sao, đúng không?
À, có chị Nguyễn Thị Tiểu My, luật sư đưa vụ Phúc Sơn đi. Chưa, hôm nay bận quá. Hôm nay bận. Hôm nay đi quận 12 với Gò Vấp cho nên là không có không có thời gian đọc. Có chị Linh Trần mới hỏi luật sư dự đoán ai sẽ là chủ tịch nước. Thật ra không quan tâm lắm, ai cũng được, tại vì mình không không tham gia chính trị cho nên là ai chủ tịch nước cũng được hết, không quan tâm cho lắm. Vì mình không có tham gia chính trị cho nên là mình quan tâm cái đó mình cũng không làm được gì. Ai quý vị, ai cũng được hết, miễn sao đất nước tốt là ok. Có chị Đỗ Huyền có hỏi hay nè, luật sư cho hỏi thăm là thế nào là tự vệ chính đáng. Tự vệ chính đáng là mình phòng vệ để cho mình nhằm thoát thân, để mình báo công an thì và mình đáp trả nó tương xứng với hành vi của cái người đánh mình thì gọi là phòng vệ chính đáng. Còn bây giờ người ta cầm có cái cây thước của cô giáo á, quýnh mình quơ qua lấy dao mình lụi thì đâu phải là phòng vệ chính đáng đâu, đó là tội giết người. Ví dụ người ta lấy cái cây thước của cô giáo hay đi dạy học đó, nó quýnh mình thôi thì cái cây đó cùng lắm quýnh đau thôi, mà cùng lắm cũng chỉ là quýnh là gãy gãy ngón tay thôi, không được gãy cái tay chân nữa. Cái thước dạy học của cô giáo mà, thì cùng lắm là quýnh bầm mình bầm mẩy thôi. Thì mình phòng vệ chính đáng bằng cách là gì, là mình đỡ, mình có quyền lấy những vật dụng tương xứng là cây là mình đỡ, rồi mình đáp trả lại để cho người ta không tấn công được mình, rồi mình thoát thân, thì như vậy là phòng vệ chính đáng. Mình có gây thương tích cho người ta đi chăng nữa đó thì nó cũng chỉ là thương tích ở mức độ tương đối, chứ không phải người ta lấy cái cây đơn giản nó quýnh mình xong mình cầm dao mình thọt, cái đó là giết người ha. Phòng vệ chính đáng là mình đáp trả tương xứng, đáp trả tương xứng với cái hành vi của người ta rồi mình thoát thân thì như vậy mới gọi là phòng vệ chính đáng, chứ không phải người ta lấy cây để quýnh mình kêu bốn năm thằng vô rồi tấp vách người ta, một thằng là hai ba cái cây mình dứt người ta trong vách nên là không được, cái đó không thể nào gọi là phòng vệ chính đáng ha. Anh Nguyễn Minh Đức Tần Cổ nói luật sư làm đề tài nói về ông Võ Văn Thưởng đi, thiệt tình không biết. Tôi nghe thông tin là thấy anh Thưởng là viết đơn xin thôi không làm nhà chủ tịch nước nữa, rồi quốc hội đồng ý rồi thôi, chứ bây giờ nói gì ông biết gì đâu nói, thì ông viết đơn ông xin thôi chức rồi thôi chứ, tại vì không có liên quan nhiều lắm về chính trị cho nên là không ý kiến. Không có gì, đối với tôi là không ý kiến về chuyện đó. Alo. Có chị Quanh Lê Thị hỏi về tranh chấp tài sản, mời chị đặt câu hỏi. Anh chị Lê Dương có hỏi nè, luật sư cho hỏi tranh chấp đất một bên có luật sư còn một bên không có luật sư, vậy có được tiếp cận hồ sơ không? Mình vẫn được tiếp cận nhưng mình phải làm đơn mới được tiếp cận ha. Nếu bên nào có luật sư thì họ tiếp cận dễ hơn, còn bên nào không có luật sư thì họ tiếp cận hơi khó đấy.
À, có một chị mới hỏi cái vụ mà có ông thầy gì đó, ông nói kiếp này làm bác sĩ là kiếp trước làm gì đó, đúng không? Rồi kiếp này làm thầy giáo kiếp trước làm gì đó, đúng không? Có nghe thông tin về chuyện đó? Cảm này tôi nghe vụ TikTok đăng nhiều lắm. Kiếp này đi du lịch là kiếp trước gì, kiếp này đi du lịch là kiếp trước làm gì đó, rồi kiếp này là muốn con cháu đời sau mà có phước là đi hiến hiến nhà. Tôi có nghe nói chuyện đó. Rồi chị Đỗ Huyền hỏi là đất thổ cư không có lối đi thì làm thế nào? Đi khởi kiện cái thằng kế bên, đi khởi kiện đúng cái thằng kế bên mà đất của nó thông ra được tới đường lớn, khởi kiện đúng thằng đó, đề nghị là mở lối đi chung ha, pháp luật cho phép. Chị Hậu Tố có hỏi nhờ luật sư giải đáp, theo tôi bà Lan không được quyền sử dụng tiền tham ô để khắc phục cho huệ dân mới đúng. Tại sao? Thì bây giờ người ta tham ô số tiền đó, khắc phục là gì? Khắc phục là người ta hoàn trả lại cái mà người ta đã tham ô, thì cái đó là khắc phục là đúng rồi, đúng không? Hoặc là tiền lừa đảo thì lấy tiền lừa đảo xong rồi mình phải trả lại cho người ta tiền lừa đảo đó thì khắc phục hậu quả là đúng rồi. Chứ tại sao không cho bà Trương Mỹ Lan đi khắc phục tiền cho Trương Huệ Dân? Bản thân Trương Mỹ Lan mà khắc phục cho Trương Huệ Dân thì cũng giống như là Trương Mỹ Lan đi khắc phục cho Trương Mỹ Lan thôi, đúng không? Nó cũng là tiền lấy ra từ ngân hàng mà, thì lấy tiền đó đi khắc phục là trả lại thôi mà, chứ có gì đâu mà không được. Còn hôm qua nay tôi nghe một số anh chị nói á, là tại sao bà Trương Mỹ Lan không khắc phục cho bà trước đi, bà lại đi khắc phục cho Trương Huệ Dân. Bà làm có sai đâu, bà hay đó chứ, đúng không? Bà không cần khắc phục cho bà khắc phục cho Trương Huệ Dân thôi. Để chi? Để Trương Huệ Dân mà có tình tiết giảm nhẹ thì bà cũng có theo. Bởi vì là quý vị nghe cái bài nói hôm qua của tôi là một mũi tên bắn chết ba con nhện đấy, mình phải hiểu được cái ý đồ pháp lý của người tư vấn cho bà Trương Mỹ Lan rất là hay ha. Cho nên là mình không hiểu được chỗ đó, mình mới thấy rằng mình khó chịu, mình mới có suy nghĩ rằng là bà Lan phải khắc phục hết cho bả cái đã rồi mới khắc phục cho chỗ người dân. Không, bản thân bả khắc phục cho bả thì dĩ nhiên là có khắc phục cho Trương Huệ Dân, nhưng nó có tình tiết khác nữa, tại vì bả khắc phục nó nhiều quá thì đâu đủ, miễn sao khắc phục hết cho người dân là ok rồi đấy. Quý vị phải nghĩ sâu hơn xíu nữa quý vị mới hiểu được. À, anh Trần Hữu Nhiên xin chào đồng hương. Luật sư hôm nay có uống này có hay uống cam không? À có, quýt, uống nước quýt chứ không phải cam. Nó là một dạng quýt nhưng mà lai với cam thôi. Chị Kim Đỗ hỏi là cho tôi hỏi là con ạ. À, con tôi ổng nói cho à, con
Ông nội cho đất tức nhà 20 năm mà tới bây giờ không cho tách sổ. Giờ phải làm sao? Làm sổ hồng. Thì đi năn nỉ cái người có đất đó, đi năn nỉ người ta. Chứ làm sao giờ? Cho mà nói miệng không thì ai làm chứng được. Cho nói miệng đâu có được. Đúng không? Cho mà chỉ là cho ở thôi thì là mình ở nhờ thôi. Năn nỉ người ta kêu người ta ký giấy cho tặng. Anh chị Thiên Mai có nói nè, Nguyên Vũ nói khi cần thì cung cấp ADN nhưng mà khi nào cần thì không có nói, đúng không? Đúng ra anh chị Thiên Mai phải nói vậy. Nguyên Vũ nói khi cần thì cung cấp ADN thì đúng, tôi nghe có nghe câu nói câu đó, nhưng mà phút sau anh nói là nhưng khổ cái ADN là đó chắc là chấm hỏi, thì anh nói vậy không đúng. Nguyên Vũ nói khi cần là cung cấp ADN nhưng mà khi nào cần thì Nguyên Vũ không nói. À, luật sư đừng tưới nước nhiều cho cây, kiếp sau là ở sa mạc hả? Thôi nguy hiểm quá vậy. Đợi tôi từng nào vẫn đem cây ra ngoài tưới nước rồi phơi. Chị mẹ Hiển mới nói hả, phơi cho khô. Trời ơi, tưới nước xong người ta phơi để nó quang hợp, cây phải cần ánh nắng quang hợp chứ. Chị anh chị Trần Duyên có hỏi là luật sư cho hỏi chồng đứng tên xây dựng nhà tình thương, vậy thì khi làm sổ vợ chồng có đứng tên chung không? Đứng tên xây dựng là xin giấy phép đó đúng không? Vậy khi làm sổ vợ có đứng tên chung không? Thật ra vợ chồng thì không cần thiết phải đứng tên chung, một người đứng là đủ rồi, bởi vì ổng có bán được đâu mà đứng tên chung mới làm gì. Tại vì bây giờ ổng mà đi ra ngoài công chứng ông bán thì bắt đầu người ta mới hỏi có vợ chưa, cái ông đó có rồi, có rồi kết hôn đâu, hỏi nếu mà ly dị chưa, ly dị rồi bản án đâu, còn nếu nó chưa có vợ giấy xác nhận độc thân đâu, ổng cũng không có làm gì được hết á. Cho nên là không nhất thiết đứng tên chung vợ chồng ha, không cần thiết. Bởi tôi hãy hỏi này, có chị này nói hay nè, Vivian Vũ nè. Hồng Loan để ngâm lâu để tạo công ăn việc làm cho YouTuber. Thật ra đó, YouTuber thì họ có nhiều đề tài lắm chứ không phải nói về Hồng Loan không đâu, nhắn qua Hồng Loan nổi tiếng thì người ta nói về nó là có nhiều view. À, vậy mà cũng có nhiều YouTube quay lại cắn Hồng Loan. Cũng có chuyện đó. À, chị Hằng Trần nói Hồng Loan cung cấp chứng cứ mới hả? Ok, nếu vậy quá tốt rồi. Ngày mai nếu được mình phân tích thêm cái chứng cứ đó là cái gì? Nếu Hồng Loan có chứng cứ mới thì quá tốt, nhưng hy vọng là không phải cái kết quả ADN nha. Kết quả ADN mà Hồng Loan có đưa ra cái nữa đó là coi như là kết thúc vụ án rồi đó. Hy vọng Hồng Loan đưa cái khác, đừng có đưa cái kết quả ADN. Nó mới hay. À, Hồng Loan mà đưa cái kết quả ADN là câu chuyện kết thúc rồi.
Mà tôi thấy cũng kỳ kỳ. Quý vị có nhớ quý vị có nhớ cái vụ mà của tỉnh thất Bồng Lai không? Cũng có kết quả ADN đó, nhưng mà Bồng Lai họ họ được giám định xong rồi họ không dám nhận. Quý vị nhớ không? Tôi nghe nói tới vụ mà kết quả ADN đó là tôi thấy tôi nhớ cái vụ mà tỉnh thất Bồng Lai. Cái lúc á tôi khuyên, tôi nói quý vị nghe nè. Hồi xưa đó là tôi nhớ là khoảng năm 2020 á, tôi có khuyên tỉnh thất Bồng Lai, mình nói đây là con cháu của mình thì mình đi xét nghiệm ADN đi. Quý vị có không biết, quý vị mà nào mà coi tôi lâu rồi mới biết năm 2020 lần tôi mới nói nếu có kết quả ADN nói là con cháu của mình thì mình đi xét nghiệm ADN đi, đem về đây cho tôi xử lý hết mấy người mà nói xạo cho coi. Thế bắt đầu chỗ thiền em chửi tôi quá trời quá đất luôn, trời ơi, mình tư vấn cho người ta để người ta bảo vệ cái em của người ta mà tư vấn mà chửi tôi quá trời quá đất luôn. Cuối cùng là công an vô cho kết quả ADN, không có chịu nhận đó, kỳ cục. Mà quý vị biết á, kết quả ADN làm đâu có rẻ đâu, một mẫu bình thường là 5 triệu tới 10 triệu, mẫu mà nào mà khó này kia đó lên tới mười mấy triệu, mà làm hai mươi mấy người thì đâu có rẻ, tại vì làm chéo mà mấy trăm mẫu lận. Chị Thanh Trúc có hỏi nè, xin hỏi luật sư là nhà từ đường cha mẹ mất, người em út tự đi làm quyền sử dụng đất, anh chị em ở xa không thông báo cho anh chị em biết, trường hợp này nhờ luật sư hướng dẫn. Nếu mà ba mẹ có di chúc thì em út là nó làm khai thừa kế cho nó là đúng rồi, còn nếu mà ba mẹ không có di chúc thì em út làm sai. Trong trường hợp này thì em mấy anh chị em là ngồi lại nói chuyện với út đi, nói út ơi theo pháp luật là mẹ không có di chúc, chia chia đều cho cưng. Còn nếu mà cưng không chịu chia là ngày mai chị đem cưng lên tòa chị chia ha. Nói với Út vậy để có Út xử lý làm sao. À anh Hoàng Long Gia là giờ là rẻ ha, ADN giờ có 2 triệu 2 ha, ok cập nhật giá mới. Rồi hôm nay thông tin chỉ có vậy thôi quý vị ơi, không có tin gì mới nữa hết. Hy vọng là ngày mai có tin mới thì tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị. Một chút nữa tôi nghiên cứu vụ Hồng Loan coi Hồng Loan cung cấp gì mới đây. Hồi nãy có anh chị nói vụ Phúc Sơn đó, thì tôi có nghe nói sơ sơ thôi nha, là giám đốc hình như học lớp 4 thì phải, quá khủng khiếp. Thà như bà Trương Mỹ Lan đi 12 đến 12 còn chấp nhận được, đúng không? Thì được học vấn văn hóa, còn ngày nghe nói là 4 trên 12 thì cũng hơi mệt. À
À, có chị tiên phụng giáo ngâm cứu vụ Exim Bank. Thật ra Exim Bank nó tính thôi, chứ quan trọng là nó khởi kiện đòi được thôi. Thật ra coi cái án lệ về cái án phí, cái tiền mà lãi suất đó, quý vị nên nhớ nè, mình đi đòi tiền người ta là không phải là tiền lời nó chồng lên tiền lãi rồi đòi cái tiền lãi của phần chồng lên, nó có án lệ đàng hoàng chứ, tại mình không nghiên cứu thôi. Ví dụ nè, một thằng A cho thằng B mượn 1 tỷ trong vòng 1 năm, lãi suất là 10% một năm, thì sau 1 năm là trả 1 tỷ mốt, tỷ hai đúng không, 1 tỷ 1 tỷ 120 triệu, 10% năm à không, 10% một năm thì sau 1 năm là 1 tỷ mốt rồi. Thế thì qua năm thứ hai thằng A không trả, thì quý vị là đòi 1 tỷ mốt cộng thêm lãi suất, hay là quý vị là đòi 1 tỷ cộng cái lãi suất quá hạn rồi đòi thêm là lãi suất quá hạn của 100 triệu nữa? Xin thưa rằng là chỉ đòi được cái gốc thôi, không được đòi tiền lãi của cái phần lãi phát sinh. Quý vị hiểu không? Cho mượn 1 tỷ trong vòng 1 năm là trả 1 tỷ mốt với giá là 10% một năm, thì sau 1 năm là trả tỷ mốt, nhưng sau 2 năm là chỉ là đòi tiền được là cái phần gốc 1 tỷ cộng với lãi suất của sau 1 năm, không được đòi cái tiền mà lãi suất quá hạn của phần 100 triệu, bởi vì 100 triệu đó là phần lãi suất của 1 tỷ rồi, không được đòi lãi suất của phần lãi suất. Án lệ có mà. Cho nên cách tính của Exim Bank đó là cách tính của ngân hàng giao dịch với cá nhân bên ngoài, họ tự tính, mình không biết thì mình không phản đối. Còn nếu kiện ra tòa là đề nghị là hủy liền, không có chuyện mà lãi chồng lãi ha. Án lệ có hết rồi, người ta thiếu 1 tỷ là đòi cái tiền lãi trên 1 tỷ, người ta quá hạn đòi cái tiền lãi quá hạn trên 1 tỷ, chứ không có cái chuyện là năm nay á là lãi cộng với nợ gốc là 1 tỷ, qua năm sau là tỷ mốt, là đòi trên tỷ mốt, rồi qua năm sau nữa lãi cộng gốc lên thành tỷ hai thì đòi trên giá trị tỷ hai, cái đó là sai, không được quyền đòi lãi suất của lãi suất nha. Nói hôm bữa Exim Bank nó đưa ra công thức đòi một cái tôi hết hồn luôn, làm gì có chuyện đó. Cái đó có án lệ chứ không có đâu. Án lệ có. À, chị Dung Trần hỏi, luật sư cho hỏi, bà Nhàn trả lại 5,2 triệu đô, vậy trả vô ngân sách nhà nước hay trả lại cho SCB? Trả lại cho SCB. Trả SCB. Tại vì tiền đó nếu lấy từ SCB thì trả SCB. Còn tiền đó là tiền cá nhân mà của, giả sử nha, giả sử tiền đó là tiền cá nhân của cái người vi phạm pháp luật mà đưa cho ông Văn để đưa cho bà Nhàn thì tịch thu bổ sung vào ngân quỹ của nhà nước. Còn nếu như trong trường hợp 5,2 triệu đô đó là tiền của SCB là phải trả lại cho SCB. À, khắc phục hậu quả mà. Của ai trả cho người đó? Cái vụ mà ông thầy ấy đó nghiên cứu kiếp này làm luật sư, kiếp sau làm gì, nghiên cứu không nổi. Tôi nói quý vị, có nhiều người cao siêu lắm, họ nói vậy tôi hiểu không nổi. Dù tôi nghe nói gì, kiếp kiếp này, kiếp này tưới cây á là do kiếp trước á là ở trên sa mạc, vậy kiếp này những người ở sa mạc kiếp trước làm gì, đúng không? Những người ở sa mạc kiếp này kiếp trước làm gì, có chuyện vụ gì mà tay xin visa, xin gì, xin visa vào Việt Nam nữa, trời đất ơi, tôi nghe mà tôi hết hồn luôn.
Anh chị Nguyễn Phát hỏi câu hỏi này mà tôi giải thích rồi nè. SCB là bà Trương Mỹ Lan nắm 91%. Vậy thì bà Lan thiếu nợ SCB có khác gì là tiền trả lại cho bà Lan khác nhau chứ? Bà Lan là cổ đông của SCB. Bà Lan nắm 91% thôi. Thì ngoài bà Lan ra còn có người khác nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, mình phân biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản pháp nhân. Mặc dù bà Lan cho dù bà ấy nắm 100% cổ phần của SCB đi chăng nữa, thì tiền của SCB là của SCB, chứ đâu phải của bà Lan. Bởi vì SCB có tiền thì SCB phải thanh toán tiền lương cho nhân viên, thanh toán tiền thuế cho nhà nước, thanh toán tiền thuê mặt bằng, thanh toán tiền hợp đồng dịch vụ với các đơn vị đối tác. Xong rồi sau đó báo cáo thuế và đóng thuế cho nhà nước. Hết tất toán hết tất cả, dư ra bao nhiêu mới là cái tiền lợi nhuận của bà Trương Mỹ Lan. Cho nên là tiền của CB nó khác hoàn toàn với tiền của bà Trương Mỹ Lan. Không thể nào nói rằng là ở công ty đó của tôi thì tiền của tôi thì tôi bỏ vô hay bỏ ra gì đúng là của tôi. Hiểu vậy là hiểu sai. Bởi vì SCB muốn xài tiền là có con dấu đóng vô mà, đúng không? SCB muốn xài tiền là phải có con dấu đóng vô mà, có chữ ký của người đại diện pháp luật mà, có giấy phép kinh doanh mà. Còn bà Trương Mỹ Lan xài tiền của bà chứ bà đâu đóng dấu ai đâu. Hai cái khoản nó khác nhau chứ. Tôi đấy, tôi thấy cái đợt này Hồng Loan gặp kiếp nạn thứ 82. Kiếp nạn thứ 82 của Hồng Loan là YouTuber. Kiếp nạn thứ 81 á là vụ kiện Thế Kỷ ha. Vụ kiện Thế Kỷ là tranh chấp di sản mà nó ngộ lắm. Hàng thừa kế thứ hai mà tranh chấp với hàng thứ nhất. Nó lạ lùng là kiếp nạn thứ 81 mà qua kiếp nạn đó đó là thành chánh quả. Rồi bây giờ là kiếp nạn thứ 82 là YouTuber, YouTuber ngồi phán luôn. YouTuber ngồi phán luôn. YouTuber thu thập chứng cứ cho luật sư, trời ơi. Không tin, không tưởng tượng nổi. À, YouTube còn đòi thay luật sư của Hồng Loan mới ghê. Trời đất ơi, YouTube bây giờ mạnh dữ. Nếu mà YouTube mà mạnh đến mức độ đó, đó là tôi còn dữ dằn hơn nữa. Tại sao biết không? tôi vừa làm luật sư mà vừa làm YouTube luôn, là tôi có tới hai cái luôn còn gì nữa, đúng không? Người ta làm YouTube thôi mà người ta thay luật sư được luôn, còn tôi á, nhưng mà YouTube mà thay luật sư thì tôi đã là luật sư rồi, thì tôi á là có hai chữ luật sư luôn, luật sư nhân luật sư luôn, đúng không? Tôi còn dữ dằn hơn nữa chứ bộ. Có chị Phương Trần có hỏi là Việt Kiều mua nhà ở Việt Nam được không? Được. Việt Kiều mua nhà ở Việt Nam được, nhưng mà phải đủ hồ sơ giấy tờ mới được. Bởi vì cái từ Việt Kiều nó khó hiểu lắm. Đi du lịch. Có những người nha, đi du lịch, đi lâu lâu vẹn lần, lâu lâu vẹn lần cũng gọi là Việt Kiều. Cái thứ hai, đi hợp tác lao động cũng gọi là Việt Kiều. Đi du học cũng gọi là Việt Kiều. Đi lấy chồng theo chồng hay lấy vợ theo vợ qua Mỹ, qua Pháp, Canada sống mà chưa vô quốc tịch cũng gọi là Việt Kiều. Mà đi lấy quốc tịch xong rồi bỏ quốc tịch Việt Nam cũng gọi là Việt Kiều. Cho nên mình hay nhầm lẫn cái từ Việt Kiều hay là Kiều Bào với người có quốc tịch Việt Nam và
có đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đấy, cho nên á, cái từ là Việt Kiều này nó nằm ở góc độ nào? Nếu như chỉ là du học sinh không thôi thì vẫn còn passport, hộ chiếu, căn cước công dân, hộ khẩu thì mua nhà ai cấm đâu. Nhưng mà lấy chồng bỏ cuộc chơi qua Mỹ, cắt đứt quốc tịch Việt Nam, sống ở bên Mỹ thì làm gì được phép là mua nhà ở Việt Nam nữa. Ha. Cho nên cái từ Việt Kiều này nó khó chịu lắm. Cái từ Việt Kiều dành cho cái từ gọi là Kiều Bào đó. Kiều Bào, Việt Kiều đó là dành cho người Việt Nam, đã từng là người Việt Nam, hay là trước đây là người Việt Nam, hiện đang sinh sống và cư trú ở nước ngoài. Chứ nó không nói lên được rằng người đó có còn quốc tịch Việt Nam hay không. Chỉ có quốc tịch Việt Nam mới đủ điều kiện để mua nhà đất ở Việt Nam. Nha. Nếu chị Hoa Phạm nè, Việt Kiều mà còn giấy tờ ở Việt Nam thì mua được, chính xác. Chứ bây giờ lấy chồng bỏ cuộc chơi, xé căn cước, rồi xé hộ khẩu luôn, sao gọi là Việt Kiều được? Cái đó Việt Nam sao mua đất? Ha. Cho nên là Việt Kiều cũng tùy theo trường hợp. Tôi có bà Hân Chủ nè, lâu lắm rồi giải quyết xong rồi. Cái lúc mà đi nước ngoài á, xé căn cước, bỏ hộ khẩu luôn. Cái thời điểm đó là đi quá 6 tháng không có trình báo ở địa phương đó, là địa phương là xóa hộ khẩu, xé chứng minh nhân dân luôn, xé cái hộ chiếu luôn. Khai sanh còn, hơn khai sanh còn. Rồi đi nước ngoài thời gian, về Việt Nam đó. Về Việt Nam đâu có giấy tờ đâu về. Cầm cái hộ chiếu nước ngoài về Việt Nam, muốn mua nhà đất, muốn hưởng thừa kế làm được. Tại sao? Tại vì người nước ngoài rồi, không biết sao hên lục được ở trong cái tủ nhà của bà cô á, lục được trong cái tủ có còn cái giấy khai sanh bản gốc. Mới đi làm lại toàn bộ hồ sơ mấy năm trời. Cho nên nói gì nói quý vị, đi nước ngoài đừng bao giờ xé hồ sơ hết nha. Xé hồ sơ coi chừng có ngày là làm không được đó. Rồi chị Hoa Phạm chia sẻ nè, con tôi sinh ra là ẩm tới lãnh sự quán Việt Nam tại Paris làm giấy tờ Việt Nam, giữ cái gốc, chính xác. Đấy, mình làm đó xong rồi bắt đầu mai mốt là về Việt Nam rồi mình nhập hộ khẩu cho nhỏ, đúng không? Nhập hộ khẩu xong rồi mốt lớn đó, về Việt Nam làm căn cước thì y như người Việt Nam thôi. Đấy. Rồi thôi, đến đây thôi hai quý vị ha. Chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngon giấc. Hy vọng gặp lại vào ngày mai. Biết đâu được chúng ta sẽ có thông tin gì mới. Tôi sẽ cố gắng tôi nghiên cứu thêm và học lo ngày mai nào có gì. Hy vọng là kết quả ADN như lời anh Nguyên Vũ đã từng nói, khi cần là sẽ đưa ra. Hai quý vị, xin quý vị chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.